Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, hôm nay hàng loạt tỉnh thành của nước này sẽ bước vào đợt giá rét nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây khi nền nhiệt giảm mạnh. Thủ đô Bắc Kinh được cho là sẽ đối mặt với ngày lạnh giá nhất trong thế kỷ 21, khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới là âm 18 độ C, phá kỷ lục trước đó là âm 17 độ C, đo được vào năm 2000. Các tỉnh thành mạn Đông Bắc và Hoa Đông của Trung Quốc như Tế Nam, Trịnh Châu, Ngân Xuyên, Thạch Gia Trang cũng được dự đoán là sẽ đối mặt với ngày lạnh giá nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Hoàn lưu gió mùa đông và áp cao lạnh từ Siberia cộng với hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina là nguyên nhân gây ra đợt lạnh lần này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường, ảnh hưởng tới nước ta và trở thành đợt rét đậm rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Đáng chú ý, đợt rét này sẽ được chia làm hai giai đoạn với hai hình thái hoàn toàn khác nhau, đó là rét ẩm và rét khô. Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy mới đây đã thành công trong việc ứng dụng kỹ thuật 3D để thay thế xương chày cho một bệnh nhân ung thư xương. Đây cũng là ca điều trị ung thư đầu tiên bằng ứng dụng 3D được ghi nhận ở Việt Nam. Nam bệnh nhân 33 tuổi mắc bệnh ung thư xương chày, bệnh nhân đã được điều trị bằng xạ trị 6 lần tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang khiến cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên toàn cầu đứng trước những thử thách mới. Theo giới chức y tế của Anh, thì biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nam Phi đặt ra nhiều mối lo ngại hơn biến thể được phát hiện tại Anh. Theo các nhà khoa học Anh, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nam Phi có sự thay đổi đáng kể cấu trúc protein, khiến nồng độ virus trong cơ thể bệnh nhân cao hơn, có thể góp phần tăng mức độ lây nhiễm. Điều đáng lo ngại là vaccine phòng COVID-19 hiện nay khó có thể ngăn ngừa biến thể mới này. Các nhà khoa học cho rằng có thể mất 1 tháng hoặc 6 tuần để các nhà khoa học tìm ra loại vaccine mới. Trong những tháng gần đây, cả Anh và Nam Phi đều phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, kéo theo số ca nhiễm mới tăng nhanh và lây lan ra gần 40 quốc gia trên thế giới. Trên toàn cầu, số ca mắc COVID-19 hiện đã vượt 86,8 triệu ca, trong đó hơn 1,87 triệu người đã tử vong. Mỹ vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với hơn 21 triệu ca nhiễm, hơn 365.000 ca tử vong. Ấn Độ và Brazil lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Hôm qua, tại khu mốc 1126 thuộc thôn Nà Pàn, Bảo Lâm, Cao Lộc của Lạng Sơn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm Bộ đội Biên phòng của tỉnh Lạng Sơn, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường mòn vào biên giới vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận có hộ khẩu. Sau khi nghiên cứu thành công trên động vật, Viện Vaccine và Sinh phẩm đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19, Covivac ở trên người tình nguyện vào tháng 1 của năm 2021, sớm hơn gần 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, vaccine Covivac của Ivac thử nghiệm thành công trên động vật như chuột đất vàng, chuột nhắt, thỏ cho kết quả an toàn, tạo khả năng miễn dịch cao. Vì vậy, Ivac đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người vào tháng 1 năm 2021, sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 tháng. Theo kế hoạch, Ivac sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac. Vaccine sẽ được chia ra nhiều hàm lượng liều khác nhau, ứng với liều tiêm khác nhau để thử nghiệm lâm sàng trên 125 người tình nguyện thuộc 3 nhóm đối tượng. Giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Nếu kết quả các giai đoạn tốt, vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm 2021. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức khởi công sân bay Long Thành. Đây là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, xây dựng theo chuẩn hàng không dân dụng quốc tế, hướng đến trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của quốc tế và cả của khu vực. Phát lệnh khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là dự án nằm trong top 16 sân bay được mong chờ nhất thế giới. Dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đây cũng là dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Trong giai đoạn đầu của dự án, sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cùng Bộ Giao thông Vận tải khai thác lợi thế phát triển của sân bay Long Thành một cách đồng bộ, phát triển đô thị, các khu du lịch dịch vụ, từ đó có thể đóng góp cho tăng trưởng GDP từ 3 tới 5% như đánh giá của một tổ chức quốc tế.
Dự án sân bay Long Thành được đưa vào quy hoạch từ năm 1997. Từ đó cho tới nay, tức là hơn 20 năm, cũng là khoảng thời gian mà các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng quy hoạch gần như là bị đóng băng. Vì vậy, việc sân bay Long Thành chính thức được phát lệnh khởi công mang ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của người dân địa phương. Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là người dân địa phương đang có những kỳ vọng như thế nào? Ghi nhận tại xã Suối Chầu, vùng lõi sân bay Long Thành. Tái định cư thì cái vô khuôn khổ rồi, thì không còn đất đâu mà canh tác nữa. Thì sống như cái đồng tiền quy hoạch của nhà nước bầu bằng thôi. Nhưng mà nhà nước bầu bằng làm sao mà dân ra đừng đúa, đừng khổ, đừng nghèo rồi được. Là nó đủ cái như vậy mới sống được. Còn ở đây, người dân ở đây, đời con, đời cháu, đời chắc, đời chết. Còn miếng đất này thì vẫn sống không có đúa. Thì chỗ mới thì vấn đề là cơ sở hạ tầng thế nào phải tốt hơn cái chỗ cũ rồi. Thì vấn đề chỗ ở là tương đối là yên tâm. Nhưng mà vấn đề là chuyển đổi việc làm, công ăn việc làm thì rất khó khăn. Thì cũng mong muốn nhà nước mình khi giải tỏa đền bù cho người dân một cách tương đối thỏa đáng để cho người dân có đủ điều kiện để mình chuyển đổi cái nghề nghiệp khác. Đây là cái chủ trương lớn của nhà nước. Thì nếu mà cảm thấy lợi cho quốc gia thì chúng tôi cũng sẵn sàng ở đi. Nhưng với điều kiện là cũng phải tạo cho chúng tôi một cái cơ hội hoặc cái cơ hội làm ăn mới hoặc là cái chỗ ở phải ổn định. Cái thứ hai nữa là nếu tại bây giờ chúng ta nói thì hơi sớm, nhưng khi tiến hành vào đền bù thì là cũng phải ưu tiên cho chúng tôi. Ví dụ ưu tiên cho chúng tôi nó thỏa đáng thì chúng tôi sẵn sàng. Nếu như mà đến nơi ở mới á thì chúng tôi cũng mong muốn rằng á, thứ nhất nếu mà ra ngoài nơi ở mới thì có được giống ngày hôm nay không, hay là phải là tốt hơn thôi, chứ đừng có sau này đừng có thua kém từ đây đổ vậy. Hồi xưa từ hôm nay thì dân chúng tôi ở đây cũng là nói chung là phấn đấu lên rồi đó. Đó giờ mà ra chỗ mới á, thì có thể bằng như vậy và hơn đó, dân chúng tôi cũng mong muốn như vậy. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định vừa thông tin 7 ngư dân gặp nạn vì tàu gãy trục lắc buộc phải thả trôi tự do trên biển đã được cứu nạn thành công. Sáng ngày hôm nay, tàu SAR-412 đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn. Trước đó, lúc 5 giờ ngày 4 tháng 1, trong lúc đang hành nghề ở vùng biển phía đông, cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, khoảng 54 hải lý, tàu BD-97692TS có 7 thuyền viên do ông Tôn Văn Hùng ở Bình Định làm thuyền trưởng, bất ngờ bị gãy trục láp, mất khả năng hoạt động, trôi dạt trên biển. Lúc này, gió mùa đông bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 3m, đẩy tàu trôi dạt nhanh. Thấy tình huống nguy hiểm, vượt ngoài tầm kiểm soát, tàu có khả năng bị sóng đánh lật. Ông Hùng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu cá BD-97692TS triển khai cứu nạn. 7 thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu SAR-412 và được chăm sóc y tế tích cực, đồng thời triển khai công tác chống chìm, hỗ trợ lai dắt về bờ. Sáng nay, toàn bộ 7 thuyền viên gặp nạn đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn, tinh thần ổn định.